Ok, hello anh em, lại mình đây. Hôm nay lại tiếp tục chiến đấu con bắn cá anh em ơi. Đã thì hôm qua có gọi là đã bắn cho anh em mẹo cá lổ như chị đúng không? Hôm nay thì khả năng là mình vào đấy, mình gọi là bắn vui vui cho anh em và cũng gọi là tâm sự mỏng. Tâm sự mỏng tí đấy. 6 này, ok mẹ ông kia ông nhút mất đấy. 7 này, 8 này, 9 này, 1 lít này, lổ không đây. Thôi đéo lổ anh em ơi. Dám. Hôm nay thì vốn khá là căng đấy, vốn trăm trăm mười mờ đấy, và làm sao để mẹ mày bú được cái lãi mẹ cực kỳ ngon là ok lắm rồi. Và hôm nay thì nói chung là mình bắn vốn nhỏ thôi, vào thì tâm sự với anh em một chút đấy, về cái dạo gần đây là vấn đề về nhiều anh em đang mẹ thấy cá mú nó dai. Tôi chả thấy cá dai đâu, nhưng anh em lại thấy cá dai là sao nhỉ? Thường thường thì những con cá dai thì lúc đấy là cái thứ nhất là anh em đéo vào dính cái khung giờ mẹo đấy, cái thứ hai là bây giờ anh em bắn cá thì anh em mà vào tiền luôn ấy, vào kiểu 100k luôn ấy, thì tỷ lệ lổ cá của anh em rất là ít đấy, rơi tầm khoảng 40 đến 60% thôi đấy. Nếu như mà anh em chịu kiểu mẹ kiên trì một tí, anh em bắn từ vốn nhỏ sang anh em đi lên đấy, bắn từ vốn nhỏ anh em đi lên xong rồi mẹ những cái con kiểu con rồng hay con bót đấy anh em chỉ cần mẹ mày tăng tiền lên dần dần như mình đấy, mình có thể tăng tiền lên dần dần, ví dụ 5 chục, 6 chục, 7 chục, 8 chục, 9 chục, 1 lít này đấy, lúc đấy thì tăng tiền lên thì tỷ lệ lổ cá cũng nhót hơn. Rồi mẹ lại xuống rồi, tại anh em ấy, tại anh em mà tôi phải gọi là như thế này. 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 1 lít này, đéo vào mồm này anh em ơi. Thôi bỏ qua đi, khó quá bỏ qua anh em, khó quá thì mình bỏ qua. Đấy thế chứ anh em có thể nhìn thấy là nãy giờ tôi bắn 100k nó có lổ tí nào đâu, nó toàn thì thụt tôi có nổ đâu. À đấy nổ mà anh em, nó vẫn nổ bình thường anh em ạ. Thì đấy là nó nổ, nhưng mà mẹ nhiều lúc mà anh em vào anh em bắn thì nó đéo nổ đâu. Khuyên thật anh em ấy, thằng bắn 100k mình săn bot nhỉ, giờ chỉ cần nổ con bot thì cũng vui. Ui giời lại nổ con cá vàng này. Ui giời lại nổ con cá vòng. Cái anh em áp dụng cả súng nữa anh em nhá, nếu mà anh em muốn săn cá dai, săn những cái nào thì anh em phải gọi là cách y vốn này đấy, cách dùng súng này, súng nào để săn bot, súng nào để săn cá như này như nọ, ức con cá kia tự nổ kìa anh em. Để hảo hán đi nhỉ, săn bot nào. Giờ chỉ cần bót nổ thôi anh em ạ, để vui nhất. Ok à, bót nổ đây, bót nổ cái có lại chút lại mang về rồi anh em ạ. Có nổ không? Không nổ, không nổ thôi săn cá khác đấy anh em thấy chưa. Giờ anh em bắn 100k thì cá mú nó cũng dai, nó dai đéo khác gì mẹ một con cá khác anh em ạ. Đấy, và cái vấn đề thứ hai là lỗi cá, lỗi tiền. Ví dụ anh em bắn cá này nhảy sang cá lọ này là cái thứ nhất này, ông em bắn cá thì tiền nó nhảy như chó mẹ, nhảy như chị. Đây này anh em thấy chưa, tiền nhảy như chị này đấy, bấm con này nhảy sang con khác thì lúc đấy là xin thông báo anh em nên chuyển con khác anh em bắn thôi, chuyển chủ đề, chuyển đối tượng mà bắn thôi. Đây vào đấy thì lỗi tiền nhỉ, đấy con này cũng lỗi à? Đâu con này không lỗi anh em ạ, thì mình săn con này thôi. Con cá nào mà không có lỗi thì mình săn thôi. Khả năng là mình phải đổi súng sấm sét để mình săn rồng em ơi. Giờ chỉ cần nổ rồng này bu. Nào, nổ rồng đấy. Nổ con rồng xem nào. Má con rồng dai nhở. Thôi bú những con cá vàng rồng tạm cũng được nhưng mà. Bot này không biết mình áp dụng cái mẹo này thì áp dụng cái súng này thì bot nó có nổ không nhỉ? Thường thường mình săn bot mình hay dùng cái súng gọi là súng hủy diệt cá anh em ạ. Đấy, không biết hôm nay áp dụng vào cái cá mú nó có nổ cho không này. Ui giời ơi nó nổ, nhưng mà nổ vào mồm kia anh em ạ. Nhưng mà cá vàng nổ vào mồm tôi. Đấy, nói chung là tâm sự anh em bắn cá mỏng, bắn mấy con cá vui 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 thôi. Mình cũng đang gọi là muốn trả cho nhà cái. Mẹ vì tôi lên 100 mà tôi thấy áy náy quá anh em ạ. Thấy cực kỳ áy náy luôn này.
Nghĩa là nay là phải lên là trả lại nhà cái một ít. Ui ôi, nổ hai con cá thông em ạ. Không biết là úi, lại nổ con nữa. Không biết là trả được cho nhà cái hay là mình húp thêm anh em ạ. Mẹ, có con cá đầu búa không xử được thì cũng chịu rồi. Nào rồng đi qua mồm này. Bắn xuống 20 nghỉ thôi. Nổ. Đéo nổ anh em ạ. Thôi bây giờ tôi chỉ cần thoát ra thôi là tiền lên anh em ạ. Ôi mẹ, tiền đéo lên rồi. Thôi khả năng xin phép anh em mới dừng video vậy thôi. Nói chung vào mẹ mình chủ yếu là vui vui với anh em. Đấy, anh em giao du nói chuyện thoải mái nhưng mà mẹ tâm sự mỏng. Đấy, mình cũng bắn được gọi là chín mờ mồm. Không biết là vốn của tôi bao nhiêu anh em. Lúc đầu tôi đéo nhớ, hình như tôi đẩy hình như vốn là 110. Thôi kệ mẹ, vốn chả bao nhiêu, bây giờ mình cũng chỉ có 100 mờ lãi, chỉ có gốc. Nếu mà tụt xuống gốc thì mình mất gốc thì mình mới gọi là chạy thôi, còn đâu mình cứ thế mà bắn thôi. Đấy, anh em nào yêu quý mình cho mình xin một like, đăng ký kênh nhé, và hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo.